Sáu ơi, cần cái gì đây anh Sáu ơi? Để lên lên tí nhạc ơi. Có anh, có anh, có anh. Thằng Quang like nó chậm hơn mày ra, xong rồi mày phải đợi thêm 5 giây mày mới được vé nha. Lên tí nhạc nha, lên tí nhạc nha. Lên nhạc đi. Đó là Bắc Minh đạo cụ. Đây đây. Cái này bị lỗi rồi nha, bị lỗi rồi nha. À, hay là tại em chưa update?
Để bây giờ em phải ao hết ạc em mới update được. Rồi anh em ơi, anh em chờ mình xíu nha anh em, mình sẽ ao ạc ra mình update lại. Chắc mình chưa update nè. Ok ok anh em, mình sẽ chạy update liền. Hiện tại bây giờ mình đang bị lỗi, bây giờ mình sẽ out cái nha anh em. Giờ thằng Vương Heo nó rất bắt á. Đâu được hơn. Rồi bắt đập vô mặt nó. Ủa má có bắt gì mở đồng cù ở trên live nó hiện trà bá lửa rồi mà. Đây 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 được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi, bây giờ đây anh em thấy không? Giờ quýnh tóc, bây giờ quýnh chặn lẻ. Rồi bây giờ có chặn lẻ luôn nha, có chặn lẻ luôn nha anh em ơi. Có chặn lẻ luôn nha anh em ơi. Sau ghi anh em nha, tại vì mày nãy mình chưa update anh em. Đúng rồi đúng rồi, hồi nãy post lên nếu mà ai mà anh em nào có update rồi là anh em sẽ thấy được cái đồng cù khi nãy mình post nha anh em. À hồi nãy post lên anh em nào có update là thấy mà. Không post lại mới thấy. Đeo thấy. Thấy không? Nãy thấy không? Không. Bắt mình đậu cụ. Bắt mình đậu cụ hả? Rồi tụi mày update chưa? Rồi anh em ơi, bây giờ chẳng lẽ nè, chẳng lẽ kìa, 200 xu chẳng kìa, 200 xu chẳng anh Bi Vũ kìa. Đâu, mình muốn chẳng á. 300 xu chẳng, đụ mẹ. À, vậy sao đổ chẳng nhiều quá vậy, mấy cha thấy rồi đúng không? Hỏi rồi, tụi thấy chưa, tao đây vẫn bắt mình đồ cụ nè. 36 nè, đụ mẹ. Anh em nào hồi nãy có update rồi là anh em nó sẽ thấy, ai có update rồi là sẽ thấy, còn ai chưa update là sẽ thấy bắt mình đồ cụ nha anh em. Đồng cụ 36 nha. Đồng cù vừa tóc nha anh Sáu ơi. Mày chưa update đó, mày ao hoặc ra mày update rồi đi. Ao hoặc ra update lại là sẽ thấy. Ờ sao cái này là thiên ma giải thể là cái gì vậy trời? Đúng mẹ, thiên ma giải thể là của thằng kỹ năng của thiên nhẫn. Trời đụng mẹ đồng cù mà like thiên nhẫn cho mày nữa cha. Đó cái đồng cù mà đụng mày thiên ma giải thể một cấp chứ kỳ vậy. Lồ má kỳ vậy. Đây đồng cù này là tốc độ 36, dáng lông 3 cấp và quả sát là 149 nha anh em. Nhưng mà cái kỹ năng cuối cùng này là kỹ năng tí đẹp cuồng vũ chứ không phải là thiên ma giải thể nha. Cái đồng cù này nó bị lai rồi. Dứt. Lại rồi, 10 ca su à. Thôi bây giờ em sẽ giao dịch cái đồng cù này cho chủ nha anh em. Anh Sáu ơi, về giùm em Tương Dương Tây lấy hàng anh Sáu ơi. Và... dạ Tương Dương Tây anh. Không anh em, cái này chắc là do bị lỗi cái gì đó, chắc là lỗi hiển thị hay là cái gì đó anh em. À, ok anh Sáu, đây là cái đồng cù vừa tóc nha anh Sáu ơi. Không cho gì chân anh. Không cho gì luôn hả anh. Má, khổ quá mà. Rồi đó chơi. Đây bây giờ mình sẽ chạy lên phong lân độ cho anh em xem là phong lân độ bao nhiêu ạc đi phong lân độ vào 11 giờ đêm nha anh em. Ngày xưa cái ban thì đi nhẫn ra. Đúng rồi đó, đồ má anh Thạch lên nó đúng rồi anh. Đồng cù này like rồi anh ơi. Rồi bây giờ mình sẽ outline mình đi phong lân độ nha anh em. Cảm ơn mấy anh em đã xem like nha anh.